Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tập hát bài Lớn rồi còn khóc nhè. Đây là một bài rất là hay và khá mới. Bài này được sáng tác bởi anh Nguyễn Hải Phong và được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một tí xíu về chia sẻ cái cách hát cho các bạn. Đầu tiên á, là các bạn nhớ cái bài này nó được hát với một cái cách trẻ trung, nhưng mà cái thang âm, cái giai điệu của nó vẫn dựa trên một cái thang âm của ngũ cung của Việt Nam. Tất nhiên là khi mà mix lại với lại cái cách phối khí giống như vậy thì mình vẫn nghe được cái cảm giác hiện đại của nó. Bây giờ mình vào cách hát ha. Thì đây là một bài mà nó khá là tràn ngập tình cảm á, rất là sâu lắng về cái tình cảm của người con khi mà lớn rồi tự nhiên cái mình nhớ lại là tại sao mình lại không có dành nhiều cái tình yêu thương quan tâm tới mẹ, mà lại là đôi khi lại mải mê ham chơi quá mà quên mất là cái mình bên cạnh mình có một cái người mẹ, một cái người mà đã hy sinh cả cuộc đời cho mình giống như vậy. Thì đây là một bài mà mình thấy là cái từ cái ca từ nè, giai điệu, cách hát của ca sĩ Trúc Nhân nè, rồi cách hòa âm phối khí. Nói chung là đối với mình là cái bài này là một bài perfect luôn, rất là hoàn hảo. Thì mình rất là thích cái bài này. Tuy nhiên á, nó có một cái là cái bài này không có dễ, nó không đơn giản. Cho nên là khi các bạn hát nó sẽ cần một tí xíu, cái kỹ thuật tí xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từng đoạn, từng câu nha. Chắc chắn là mình đánh piano thì nó sẽ không giống cái các bạn nghe trên nhạc nền nhé. Mình chỉ đánh chữ là để các bạn nghe, các bạn có thể tập luyện được thôi. Rồi, câu đầu tiên trong bài nè. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Các bạn nghe là khi mà hát nó hơi có màu dân ca tí xíu á, các bạn nên có một vài cái luyến nhẹ ở giữa những cái nốt. Ví dụ, ngày thơ bé có cành, cành, cành. Thì những cái luyến đó nó sẽ làm cho cái giọng các bạn nghe nó cảm giác nó da diết, nó buồn và nó có một cái chất nào đó, nó quê hương, nó về tình mẹ nhiều hơn. Về tại vì thường mẹ sẽ gắn liền với quê hương đúng không? Gắn liền với cái nơi mình sinh ra. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Tất cả cùng hát theo thử nha. 2, 3. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Các bạn nhớ là nếu như các bạn có thể đặt một vài cái rung nhẹ bên trong cái chữ á, trong một vài chữ, thì các bạn sẽ làm cho cái bài nó hay hơn rất là nhiều. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông, chưa nắng bên bờ sông. Các bạn nghe chữ bên không? Chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười, chỉ biết chơi và cười. Các bạn nghe kỹ nha. Chỉ biết chơi và cười. Hai câu đó các bạn hát lại nha. 1, 2, 3. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Đó là hai câu đầu của bài nha. Nếu như các bạn muốn hát những câu tiếp theo á, thì việc đầu tiên các bạn cần là một cái hơi thở sâu, bởi vì câu sau nó lên cao hơn. Và cái cách hát của Trúc Nhân á, là hát mềm chứ không hát căng, không hát mạnh lên. Ví dụ nếu mà bình thường mình hát lên câu này á, mình sẽ hát là lời mẹ nói tôi nghe, lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Thì các bạn thấy là chữ nói nó sẽ bị căng và nó hơi nặng ở cổ. Một số bạn khi mà học có kỹ thuật rồi, các bạn sẽ hát lên trên này. Lời mẹ nói tôi nghe, nói tôi nghe. Thì cái âm đó nó vẫn được. Nhưng mà đối với cái bài này mình thấy cách xử lý của Trúc Nhân rất là hay. Nó là cái giọng mềm mại nhẹ nhàng, chứ nó không có nặng, không bị cứng quá. Lời mẹ nói tôi nghe, lời mẹ nói tôi nghe. Các bạn nghe chữ nói không? Lúc này nó là nói tôi nghe, chứ không phải là nói tôi nghe. Các bạn nhớ là âm thanh nó càng nhiều hơi, càng mềm thì nó càng tạo ra cái sự
ấm áp cái tình cảm nhiều hơn. Lời mẹ nói tôi, lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé, mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Đó là cái cách mà của Trúc Nhân mà mình cảm thấy cực kỳ hay ở trong cái bài này, đó là cách xử lý mềm mại nhẹ nhàng mà mình nghĩ là bản thân mình cũng cần phải tập để có thể hát được cái sự mềm mại đó. Và mình nghĩ là ai nếu yêu thích cái bài hát này và thích cái giọng của Trúc Nhân thì đều có thể tập cái cách này hết. Các bạn nhớ nha, hát nhẹ, nhiều hơi, mềm mại. Và để hát được như vậy thì việc đầu tiên cần là lấy hơi sâu vào. Lấy hơi thật sâu vào nha. Và tất nhiên cái việc này các bạn phải tập luyện mỗi ngày nha. Bởi vì là ngay lập tức vào bài hát á, thì nó không đơn giản là các bạn không có đủ vài giây để mà các bạn hít sâu giống như vậy. Mà các bạn cần phải lấy rất là nhanh, nhưng mà vẫn phải đảm bảo hơi thở sâu. Thì đây cần cái việc đó, nó cần cái yếu tố tập luyện rất là nhiều. Rồi bây giờ mình đi lại 4 câu nha. 1, 2, 3. Ngày thơ bé có cánh đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Bây giờ mình thử thêm một tí xíu reverb vào để nghe nó cảm giác nó hay hơn. Rồi các bạn thử lại từ đầu nha. 1, 2, 3, 4. Ngày thơ bé có cánh đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. À chỗ này nó vô liền luôn. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Các bạn nhớ cái câu hát đó không? Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Các bạn để ý lại nha, có một cái chỗ là mình sẽ vô liền luôn. Đó là ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Nghĩa là nếu như các bạn muốn hát giống cái cách của Trúc Nhân á, thì các bạn cần là tập luyện hơi thở nhiều vào. Tập mỗi ngày 10-15 phút, nửa tiếng cũng được nữa. Chắc tập sao các bạn còn nhớ không? Thả lỏng người ra nè, hít sâu vô bụng là hít làm sao cho cái bụng mình nó phình ra. Miễn cái bụng nó phình ra là được. Mỗi lần hít hơi vào, bụng phình ra. Được chưa? Rồi đây là một cái cách đơn giản nhất để các bạn có thể tập luyện được ha. Bây giờ mình đi tới cái câu tiếp theo. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Đây là một câu rất là dễ thương. À, để mình chia sẻ thêm tí xíu là bài này được viết trên giọng pha trưởng nha các bạn. Giọng pha trưởng à, đây là giọng đối với lại nam. Nếu mà bạn nào mà hát yếu quá, các bạn có thể hát cho nó thấp xuống tí xíu. Ví dụ các bạn có thể chọn giọng mi trưởng nè. Nếu mà bạn đó nào vẫn cảm thấy là còn cao thì các bạn có thể xuống giọng rê trưởng luôn. Nếu rê trưởng thì nó sẽ hát như thế này. Ngày thơ bé có cánh đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Đó thì cái tông đó sẽ là tông của giọng rê trưởng nhé. Còn mi trưởng nè. Ngày thơ bé có cánh đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói tôi nghe, lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhé. Nha, cái đó là giọng mi trưởng. Còn đối với nữ, nếu mà nữ muốn hát bài này thì các bạn có thể lên tông tí xíu. Các bạn có thể hát tông son trưởng hoặc là la trưởng. Bạn nào cảm thấy tự tin giọng mình cao, các bạn lên thẳng luôn si trưởng cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái tông pha trưởng là cái tông gốc của bài. Đoạn verse tiếp theo nhé, đoạn phiên khúc tiếp theo. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Nếu như các bạn có thể rung được chỗ này thì nó sẽ làm cho mình nghe cảm giác nó feel theo nhạc hơn. Tại vì khúc này nó đang nói về nhạc mà.
ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca ca ca. Các bạn chỉ cần rung tí xíu thôi. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Câu tiếp theo nha. Ấy thế mà khiêu văn nghệ nhất nhà. Ấy thế mà khiêu văn nghệ nhất nhà. Mình hát thử hai câu nhé. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Ấy thế mà khiêu văn nghệ nhất nhà. Rồi câu tiếp theo các bạn cũng hát bằng cách nhiều hơi giống như hồi nãy luôn. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe, nó nói hay hơn lời của mẹ. Rồi các bạn thử lại câu đó nha. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe, nó nói hay hơn lời của mẹ. Chỗ này nó có một cái kỹ thuật mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn nè. Nó là kỹ thuật lấy hơi trộn. Lấy hơi trộn nghĩa là sao? Thường mình thấy là ca sĩ khi mà hát á, là sẽ hay lấy hơi. Thì nghe lúc nào nó cũng rất là rõ. Thì đôi khi có những cái câu mà nó dài quá mà mình muốn, nếu mà mình lấy hơi ở giữa thì nó sẽ nghe nó mất cảm xúc. Ví dụ như cái câu này đi. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe, nó nói hay hơn. Thì các bạn thấy là nó nói. Thì các bạn nghe cái giật nó lên không? Cái giật nó làm cho cái câu nhạc này nó mất cái cảm xúc đi. Thật ra các bạn cũng có thể hát hết một câu đó. Nhưng mà nếu một số trường hợp là các bạn lấy hơi không kịp á, tại vì cái câu trước vừa mới kết thúc là vô chữ nó nói liền. Cho nên là các bạn đôi khi các bạn bị vội quá, các bạn quên lấy hơi hoặc là lấy hơi bị ít. Thì các bạn có thể lấy hơi trộm ở cái chữ tiếp theo. Ví dụ nè, mình hát nhỏ, hát chậm lại các bạn nghe thử nha. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe, nó nói hay hơn. Các bạn thấy nó nói hay hơn. Mình lấy hơi chỗ này nè. Nó nói, lấy hơi thêm lần nữa nè. Hay hơn, nó nói hay hơn. Các bạn nghe ra không? Nghĩa là cái lúc lấy hơi trộm là lúc mình chỉ việc mở miệng ra, đớp hơi tí xíu mà đừng có cho người ta nghe thấy. Nó nghe thấy ghê lắm. Nó nói hay hơn, nó nói hay hơn. Lấy hơi một tí xíu chỗ đó thôi. Rồi bây giờ mình thử nhé. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Ấy thế mà khiêu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe, nó nói hay hơn lời của mẹ. Rồi, tới cái đoạn này là một đoạn rất khó nha. Đoạn này là một đoạn mà mình hát mình cũng vật vã lắm luôn á. Mình không thể hát được cái đoạn này giống như Trúc Nhân. Mình sẽ hát theo cái cách mà thuận lợi của mình thôi. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tập luyện. Nếu biết đâu các bạn có thể có được cái hơi thở tốt hơn hoặc là cái cơ địa tốt hơn thì các bạn có thể hát cái âm thanh này hay hơn. Tôi ôm đàn và hát. Các bạn nghe cái câu này nè. Tôi ôm. Các bạn đừng có hát mạnh lên nha. Tôi ôm đàn và hát. Cái chỗ này nghe nó bị đơ lắm và nó bị thô thiển. Mình hát mềm là nhẹ lại. Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn. Ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Thì các bạn thấy là nếu như các bạn hát nhẹ giống như vậy vào nhạc nó sẽ nghe nó hay hơn nhiều. Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn. Ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Câu tiếp theo cũng giống vậy luôn. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Cái giọng của mình không có thuận về giọng gió. Nếu như các bạn có thể hát được giọng gió tốt á, thì các bạn có thể đẩy hơi nhiều để làm cho nó dày hơn nữa. Thì cái âm thanh của các bạn chỗ này nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Lại nguyên một đoạn đó nha. Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn. Ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Rồi,
Như vậy là cách mà các bạn hát bài này, các bạn nhớ một yếu tố quan trọng nhất trong bài này đó là hát nhẹ, mềm, nhiều hơi. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Cái thứ hai đó là bài này nó có một tí xíu chất dân ca, cho nên khi mà các bạn hát á, các bạn cố gắng áp dụng một tí xíu những cái rung luyến nhẹ nhẹ. Ví dụ hồi nãy mình nói là gì? Ngày thơ bé có cành, cành, cành. Các bạn luyến một tí xíu chỗ đó nó sẽ nghe hay hơn. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và chơi, chơi và cười. Hai cái đó nha, các bạn nhớ nha. Một là hát nhiều hơi ra mềm. Cái thứ hai là nếu mà bạn nào luyến lấy được thì luyến nhẹ nhẹ chỗ đó, nó sẽ làm cho cái bài hát này nghe nó sinh động, nó hay hơn rất là nhiều. Bây giờ mình mở nhạc lên thử, các bạn có thể hát theo nhé. Mình thì quen hát piano hơn. Sorry các bạn, mình quay lại tí xíu nha, từ đầu lại luôn nha. Ngày thơ bé có cành đồng, chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ khi mà các bạn tập một cái bài hát á, các bạn cố gắng là dành tí xíu thời gian để vở bài. Và cách mà các bạn vở bài đơn giản nhất đó là đọc sơ cái bài hát tí xíu, rồi sau đó các bạn có thể hát từng câu từng đoạn nhỏ và tìm cái cách để xử lý cái chữ, cái nốt nhạc làm sao để cho nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Hôm nay là những cái mình đã chia sẻ cho các bạn về cách hát ca khúc Lớn rồi còn khóc nhà. Hy vọng là bài hát này sẽ giúp cho các bạn có thể tập luyện thêm một bài hát mới khá là hay về mẹ.